Hoa đuối này, cầm bò cà chua này, lên cái sân thượng này nè, không chết là hên nè. Đem vào đi, đem vào đi đây, đem vào đi đây nha. Cục tân ơi, cục tân, nó chưa thấy á, phải ăn cà chua. Đêm nay thêm thành viên, thêm thành viên. Đây. Thêm thành viên đi. Đây, cái con dạo coi. Ừ. Nó lạ nó quản á. Ừ, cái nồ nè. Cái đi. Đây. Hello everybody. Nè cho nó ăn kèm cà chua nha. Tụi nó dí nhau nè, cứ quay lên cho mấy bạn coi tụi nó dí nhau. Cái này nhiều chuyện nè, nhiều chuyện là lợi ăn đó, thèm lắm. Cái này giãn lắm. Dí nó qua mấy nè, nó còn lạ bên kia quen à. Rồi dí nhỏ nhét luôn.
thôi ăn nguyên trái luôn, ngậm nguyên trái luôn. Các bạn thấy đang ngậm nguyên trái, nguyên trái luôn. Đó, đó, bà kia lại rồi. Bà kia nhìn xa xa chị không nổi rồi. Chơi đi con. Hồi qua đi nó cùng đó. Nó lại chỗ nó cùng đó. Ủa. Mày giỡn mày. Chơi, chơi nè. Chơi đang một một nha, đang solo một một nha. Kèo solo một một. Nhà tao mày qua đây, ó mày qua đây, trời ơi à, ông đó là con đực, nó phải bây giờ nó phải chứng tỏ là nó có đủ sức lực với lại vị thế đồ, nó phải giành cái địa bàn này, nó là người mới, nó phải qua đây giành địa bàn. Con này là muốn sống ở đây được, cái là nó phải thắng con này mới được. Con này đang trồng ở đây. Bây giờ mày muốn ngon lành ở đây á là mày phải lấy số. Chơi ở đây. Rồi, bị ép gấp rồi. Rồi, muốn ăn lui rồi. Lui là thua đó con. Lui là thua đó. Chơi đó. Ủa, được chưa? Không có giỡn đâu. Ủa, này cứng lắm mấy nha. Phải là này cứng nha các bạn. Này dơm dơm gần gần lại cho coi nè. Đằng kia hết hói rồi. Đằng kia không dám hói nữa. Diễn biến, trong khi đang diễn biến trận đấu thì mình thu lại đi. Khi đang diễn biến trận đấu phức tạp thì cái thằng này nó đang lại ăn dụng. Đó, nó muốn cướp cái trái cà chua này. Cắt cho sẵn là không ăn. Ăn nguyên một trái. Ăn cho mẹ ăn chết rồi sao. Này anh kia. Được. Đây. Đi. Nhà nó mày qua ba giây út mẹ đứng chờ nè, đứng cà chua đi nè gái. À, tuy là con gái nó ha. Ồ, con gái hay cũng lộn chứ rồi thấy bạn là chơi. Ồ, đâu, bà gài tới. Bà gài tới. Ồ, kìa. Đó, thẳng rồi đó. Thẳng thế rồi đó. Nó chỉ cần, nó gần dí được cái con đầu đàn. Đó, con này giờ đang chùm ở đây. Đó, nó dí rồi kìa nè. Đó, bây giờ cái khu này là của nó. Giờ là nó sống ở đây yên ổn. Chỉ cần vậy thôi. Nó giờ nó yên ổn ăn rồi đó. Giờ nó khẳng định cho tôi biết là chỗ này là của tao. Được. Đó, coi như là bây giờ nó lấy được số má ở đây.
giờ nó không sợ ai đó, giờ nó chỉ có là kiếm đồ ăn thôi. Nó cái con bây giờ là chùm của cô này là bây giờ là né nó rồi. Cái nhiệm vụ của con đực là vậy, nhiệm vụ của con đực là chiếm giữ vị trí, khẳng định vị trí, khẳng định cái chỗ này là của tôi quyết định. Giờ là nó khỏe rồi, bây giờ là nó đi kiếm đồ ăn. Giờ nó đang kiếm đồ ăn. Con này là mới về nha, mới mở thùng luôn. Nó còn lạ chỗ, nó còn chưa quen với ăn bằng cái thao này. Mình nghĩ là cái chỗ cũ nó là nó ăn bằng người ta để dưới nền á, để dưới đất á. Ok. Bữa giờ mình chưa dọn dẹp cái đống này nữa. Nên có thời gian mình sẽ dọn dẹp cái đống này. Gà để mấy cái nhiều cây quá mà đủ thứ loại này trong cái khu này nó cũng nhìn nó bày hày nữa. Mình sẽ dọn, tí mình sẽ dọn. Quay xong cái clip này là mình sẽ bưng hết ra. Mình chừa vài cái tủ để ở đây thôi. Đây chân chơi thôi. Cho nó đậu lên cao cao đồ. Với cái lồng đó nó leo lên trên cao nó đứng được. Và cái mâm này nói như bên kia cũng vậy nè, để cái cây chùm ngay giống là nó ăn chuỗi hết lá luôn, cái cây chuỗi dắt chuỗi ơ luôn vài bữa cây nó chết luôn á. Giờ mình muốn cứu cái cây đó phải lấy ra ngoài thôi. Cái cây me này, cây me này chắc cũng lật lì vài bữa. Đâu phải là để cho nó để mình để trang trí mà nó phá là banh luôn cái chuối. Cái chuối nó không còn gì luôn. Quèo anh. Thấy chuối không? Tàn hết luôn. Thôi tốt nhất là để hai ba cái lồng cho đứng chỉnh thôi. Nó để cái lồng như vậy nè để đứng chỉnh lại nhé. Âm mua mấy cây khô quá. Đúng. Dạ. Mua mấy cây khô á. Để mấy cái cây khô nó nhìn vô nó hoang tàn. Ở trong đây mình có mấy cái ghế tre mà, nó đậu ghế tre cũng được mà. Đâu phải đậu cao đâu, con này không thích nó đậu vậy. Chứ không hiểu không? Nó đậu vậy á, một hồi nó quay đầu bên kia nó thấy con đực á, nó tông. Không tông nổi đây nó cũng được tông. Nó đứng trên đó. Nó đậu một tay hai tay bên đó thôi, một tay một chân bên đó thôi là nó có được cái tông. Nó đứng được, nó đứng cái kiểu mà mình không nghĩ ra thôi. Con để ý coi là mình nhốt ở đây cũng lâu lâu rồi đó. Mà mọ cho nó không bự là biết rồi. Tại vì nó rộng rãi, nó không cần thiết phải tranh giành nữa. Chứ ông nghĩ nè, mọ con nào nó cũng liền lạc, đâu có bị đâu chúng. Hồi xưa mấy này vô là bị mọ máu nè, đúng không? Đúng rồi, nó tông. Nè, bây giờ nó lành hết rồi nè. Không bị đâu. Bây giờ nó rộng rãi, nó bớt ức chế. Hồi xưa học tập bên kia căng quá, để mình chế. Giờ đang đi làm quen, đang đi cứu vòng vòng. Ông bà này đói lắm rồi, bà này nãy giờ muốn ăn lắm rồi, mà giờ dám xuống đâu? Anh đuổi cho chạy hết. Thank you.
đừng quên thực phẩm bổ sung như tea fiber nha các bạn. Thêm 5.1 nữa, tôi chắc ăn.